Kiếm tiền online miễn phí. Hello mọi người đã trở lại với channel của TTD Star và mình là Di. Thì video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người đăng ký một cái tài khoản Tnet. Chúng ta chỉ mất khoảng là 5 phút thôi là chúng ta sẽ nhận được ngay là 20k vô cái tài khoản của mình ha mọi người ha. Thì Tnet là gì? Tnet đây là một cái ngân hàng số, nó được bảo trợ bởi cái ngân hàng hàng hải MSB. Do Tnet là một cái ngân hàng số cho nên là khi mà chúng ta đăng ký tài khoản xong là chúng ta có thể là ngay lập tức giao dịch trực tiếp ở trên đây luôn mà chúng ta không cần phải ra quầy làm gì hết mọi người ha. Tnet cũng tương tự giống như những cái ngân hàng khác mọi người ha. Ở trên đây cũng có rất là nhiều cái tiện ích luôn. Ví dụ như là chúng ta nạp tiền điện thoại nè, chúng ta thanh toán hóa đơn, điện nước, internet, nói chung là các thứ luôn. Đó. Và ngoài ra các bạn có thể là đăng ký mở một cái thẻ cứng Tnet ở trên đây hoàn toàn miễn phí luôn. Thẻ cứng của Tnet này hầu hết là chúng ta được giao dịch trên tất cả các cây ATM luôn mọi người ha. Rồi bây giờ không loanh quanh nữa, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người đăng ký một cái tài khoản Tnet ha. Đầu tiên các bạn phải tải cái ứng dụng Tnet này về, thì các bạn có thể là lên kho ứng dụng các bạn tải cái app Tnet nha. Thì các bạn chú ý là Tnet có hai app lượng cho nên là các bạn phải tải đúng là Tnet ngân hàng số, hoặc là đơn giản các bạn sẽ nhấp vô cái đường link mình sẽ để trực tiếp ở dưới phần mô tả cho các bạn, và các bạn nhấp vô nó sẽ đưa các bạn đến cái kho ứng dụng sẵn luôn. Như vậy là chính xác, chắc chắn 100% là đúng app ha. Rồi sau khi các bạn tải về thì các bạn mở lên, các bạn bấm vô cái chữ là đăng ký Tnet ha. Rồi ở đây các bạn sẽ tiến hành nhập số điện thoại bạn vô. Rồi tiếp theo thì các bạn tạo một cái mật khẩu ha. Thì ở đây nó yêu cầu là bao gồm chữ qua, là chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Ok. Rồi chúng ta bấm vô chữ tiếp tục. Rồi ở đây để là chào mừng bạn đến với Tnet, mở tài khoản ngay. Đó. Rồi bước tiếp theo thì bạn sẽ bấm vô cái phần là mở tài khoản ngay nha. Rồi đối với một số trường hợp á, các bạn đăng ký thì nó bị lỗi, nó báo lỗi như thế này nha các bạn nhé. Nó để là người ngoài hành tinh đang tìm cách làm nhiễu hệ thống. Thì các bạn cứ làm lại nha. Các bạn cứ thoát ra rồi bạn cứ làm lại nha. Tại đôi khi hệ thống nó kiểu như nó bị lắc hay sao á. Rồi bây giờ mình sẽ bấm vô cái phần là mở tài khoản ngay ha, bấm vô. Rồi nó sẽ yêu cầu là chúng ta là truy cập camera để cho chúng ta là chụp cái giấy chứng minh nhân dân hoặc là thẻ căn cước ha, mình sẽ bấm là ok nè. Rồi bây giờ nó sẽ yêu cầu là chụp ảnh chứng minh nhân dân mặt trước nè. Rồi thì các bạn lưu ý là các bạn phải chụp cho rõ nha mọi người nhé. Rồi mình chụp xong rồi mình sẽ bấm vô cái phần là sử dụng hình ảnh này ha. Tiếp theo nó sẽ yêu cầu chúng ta là chụp mặt sau, dùng ảnh này. Rồi bây giờ nó sẽ yêu cầu chúng ta là chụp cái khuôn mặt. Thì đây nó sẽ yêu cầu là chúng ta mỉm cười ha. Bây giờ mình sẽ đưa vô mỉm cười nè. Rồi tiếp theo là quay phải ha. Rồi tới quay là tới chớp mắt nè, chớp mắt. Rồi tới quay trái. Rồi như vậy là thành công rồi ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ kiểm tra lại thông tin mình và mình cập nhật lại một lần nữa mọi người ha. Thì ở đây cái email mình chưa có, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình điền cái email mình vô ha. Rồi tới cái phần ngày sinh á, thì cái ngày sinh của mình là bị sai, thì bây giờ mình sẽ sửa lại cho đúng ha. Còn số căn cước nè, thì cái này mình sẽ điền cái số chứng minh mình vô. Rồi ở dưới đây nó hỏi nghề nghiệp của mình nè, thì mình sẽ chọn khác ha. Rồi, và mình sẽ tích vô là tôi xác nhận nè và tôi đồng ý nè. Rồi các bạn kéo cái khung tên lửa dưới nha bạn nha, các bạn kéo sang ngang. Rồi ok, thì bây giờ nó sẽ gửi một cái mã về số điện thoại cho chúng ta ha. Chúng ta sẽ tiến hành nhập vô 00963030. Rồi ở đây nó để là bạn nhận được 100 điểm nè bạn nha. Đây nó có để nè là Tnet bạn được cộng 100 điểm vì đã hoàn thành đăng ký. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bấm vô cái chữ là đồng ý nè. Rồi thì hiện tại nó để nè, các bạn có thể thấy là chờ một chút tài khoản của mình đang được xử lý. Rồi khi mà mình đăng ký xong thì các bạn phải đợi một chút ha, để cho nó xử lý xong thì nó cho nó duyệt cái tài khoản của mình thì mình mới được cộng vô 20k vô tài khoản của bạn ha. Khi mà nó được cộng thì các bạn bấm vô cái phần là ngân hàng ở dưới góc nè. Đó thì chúng ta sẽ có ha. Còn bây giờ nó để là đang được phê duyệt ha. Rồi ok. Thì trong quá trình chờ đợi mình sẽ nói về cái phần sự kiện của nó ha. Ở đây các bạn có thấy là cái phần thưởng, cái vòng quay của nó đang quay nè, là cái vòng tròn chắc chiêu ha. Các bạn bấm vô một này. Rồi đây là cái nội dung chương trình mọi người ha, nó để là vòng quay chất chiêu với 50 điểm tích lũy nhận ngay một lượt tham gia quay thưởng, để nhận được tiền thưởng lên đến 500.000 đồng trên một lượt quay mọi người ha. Rồi tiếp theo để là tối đa 3 lượt quay trên một ngày ha. Giải thưởng ngày được lưu vào một quà tặng của bạn dưới dạng thẻ quà tặng. Đối với những người chơi đang xác thực thông tin KYC hoặc chưa xác thực KYC sẽ không có hiệu lực. Rồi có người chơi xếp hạng từ 11 cho đến 60 sẽ tham gia quay số trúng thưởng trên livestream công bố trúng giải của Tnet được tổ chức vào ngày 1 hàng tháng, để chọn ra 10 người may mắn nhận 10 e-voucher mua sắm 2 triệu đồng. Cơ cấu giải thưởng, tổng giải thưởng vòng quay chắc chiêu hàng ngày lên đến là 37 triệu, tổng giải thưởng hành tinh báo vật mỗi tháng lên đến là 180 triệu. Và dưới đây bao gồm những cái danh sách giải thưởng tháng nè, bao gồm là máy tính MacBook nè, điện thoại iPhone 12 Pro Max, nhiều người ha.
Hiện tại của mình đang có là 160 điểm ha. Đó thì ở đây các bạn có thể là làm thêm nhiệm vụ để các bạn có thể là nhận điểm và các bạn có thể là nhận thêm cái lượt quay ha mọi người ha. Ở đây bao gồm là có là theo dõi cảm xúc nè, đó 20 điểm trên một ngày nè. Và cái phần là mỗi ngày một lần nè, cái này là đăng nhập ha. Đó thì cái thằng theo dõi cảm xúc nè, bây giờ mình sẽ bấm vô mục này ha. Rồi mình bấm vô cái chữ là thực hiện ngay nè. Rồi mình sẽ bấm vô là cái mặt nào cũng được ha bạn ha, bạn chọn đi, mặt trái tim đi. Rồi mình bấm chữ tiếp tục nè. Đấy, ok, mình sẽ bấm vô chữ là chơi đi rồi hoàn thành ha. Ok. Rồi như vậy nó để thông báo là bạn nhận thêm 10 điểm nè bạn ha. Đó. Bây giờ mình sẽ bấm vô cái phần quay ha. Đây mình sẽ bấm vô cái quay nè. Để xem coi có được may mắn trúng được giải bao nhiêu không hay là hộp quà. Nếu như hộp quà thì ít lắm mọi người ha. Đó. Rồi này, chúc mừng bạn nhận được voucher là 1000 NZ. Rồi ok, bấm chữ tiếp tục chơi nè. Thì ở đến cái vòng quay này nó sẽ có bao gồm là 50k nè, 10k nè, 100k và 500k và cái học quà mọi người nhé, và cái học quà vòng quay nè. Nói chung là ở trên đây là thông thường là sẽ trúng hai cái học quà là nhiều nhất mọi người ha. Nói chung khó trúng được cái giải thưởng 100k hay là 500k lắm. Được chơi rồi mọi người ha, thì hàng ngày nó chỉ lượt 3 lượt thôi. Bây giờ mình đã quay 3 lượt rồi thì bây giờ tuy là mình còn điểm nhưng mình không còn lượt chơi nữa. Bây giờ mình sẽ đợi sang ngày hôm sau ha. Thì các bạn có thể bấm vô nè để các bạn xem được cái phần xếp hạng nè ha. Ở đây phần xếp hạng nè, bấm vô. Đó. Thì ở đây top 1 đang là bạn là Huyền Bé ha, với cái số điểm là 14.405 điểm đó. Còn như vậy thì là cái tài khoản của mình đã được xác thực thành công rồi ha. Thì đây các bạn thấy là khi mà chúng ta xác thực thành công á, là nó sẽ gửi một cái mail về điện thoại chúng ta ha. Khi mà các bạn đăng ký xong á, là các bạn phải đợi cho nó xác thực đâu đó tầm khoảng từ vài tiếng đó, chậm nhất là sẽ trong vòng 24 giờ ha. Đó, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình đăng nhập vô cái con app Tnet ha. Rồi đây mình sẽ đăng nhập vô. Rồi cái tới cái bước này nó sẽ yêu cầu là chúng ta nhập cái mã mời. Thì bây giờ chúng ta phải nhập cái mã mời chúng ta mới nhận được là 20k miễn phí ha. Thì cái mã mời mình sẽ để trên màn hình và dưới phần mô tả cho mọi người ha. Mọi người tiến hành nhập vô. Rồi mình nhập xong mình bấm vô chữ là nhận quà ngay nè. Đấy, ok, nó để là đây các bạn thấy nè, là cập nhật số dư nè, nó cộng 20k, nó cộng ngay lập tức luôn nha bạn nha. Nó cộng ngay lập tức luôn chứ không phải là chúng ta phải chờ đợi thêm một lần nào nữa ha. Rồi bây giờ mình sẽ bấm sang cái phần là ngân hàng ở dưới góc này nè. Rồi thì hiện tại á, ở đây nó ghi là phần thưởng tiền năng lượng là cộng 20k nhưng mà ở trên đây nó chưa có cập nhật ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình thoát app ra. Mình sẽ thoát ra. Rồi mình sẽ vào lại một lần nữa ha. Rồi đăng nhập vô nè. Đây các bạn có thấy á, là nó cộng 20k bên cái phần là NZ ha. Thì cái phần này á, 20k này chúng ta không thể rút về tài khoản ngân hàng được, mà chúng ta có thể là mua thẻ cào này hoặc là chúng ta là sử dụng những cái dịch vụ ở trên đây ha. Rồi thì bây giờ mình đang có 20k trong tài khoản đúng không? Thì bây giờ mình sẽ không nạp tiền điện thoại cho mình và bây giờ mình sẽ mua hai cái thẻ cào ha và mình sẽ tặng cho mọi người. Thì bạn nào may mắn, bạn nào xem sớm nhất thì bạn sẽ nhận được hai cái thẻ cào này ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành bấm vô cái chữ là thẻ điện thoại ha, bấm vô mục này. Và đây ở đây mình sẽ chọn cái mạng Viettel mọi người ha, tại vì nói chung là mình cũng đang xài Viettel cho nên mình thích cái mạng Viettel và mình chọn mạng Viettel. Và mình sẽ chọn cái mệnh giá đầu tiên sẽ là 10k ha. Mình có 20k thì mình sẽ mua hai cái thẻ mọi người ha. Rồi mình bấm vô chữ là tiếp tục nè. Rồi mình sẽ kéo cái phần ở dưới nha, bấm vô. À ở đây cái số dư đang có không nè, mình sẽ lót lại một cái nữa ha. Rồi đang có số dư 20k nè, kéo sang nha. Rồi bây giờ nó yêu cầu chúng ta là cài đặt mã pin, do mình chưa cài đặt mã pin mà nha, bấm vô cái phần cài đặt mã pin nè. Rồi bây giờ sẽ cài đặt. Rồi như vậy đã xong, nó sẽ gửi một cái mã OTP về cho chúng ta 239753. Ok, chúng ta nhập mã pin vô. Rồi. Đây, hiện tại đây là cái mã đầu tiên nha các bạn nhé, cái mã trên màn hình của bạn đó. Đây thì bạn nào nhanh tay bạn nhập vô nha. Đây là cái mã Viettel với mệnh giá là 10k. Và cái mã nạp và cái số seri đây thì ở đây coi như là cái phần quà mà mình tặng cho các bạn ha. Thì mình sẽ có hai cái thẻ. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình đóng cái này ha, mình sẽ mua một cái thẻ tiếp theo ha. Rồi ở trên đây khi chúng ta mua thẻ thì chúng ta không bị mất phí gì hết, như bạn thấy là hiện tại mình đang còn là 10k. Tiếp theo mình sẽ vẫn mua thêm một cái thẻ là Viettel ha. Đây, tiếp tục. Rồi cập nhật lại nha. Mật khẩu. Rồi đây là một cái thẻ thứ hai ha, thẻ Viettel 10k. Đây là cái thẻ thứ hai mình tặng cho mọi người ha. Bạn nào nhanh tay thì bạn nhập các bạn nhận được thẻ này ha. Thì rồi, nếu như bạn nào mà nhanh tay bạn nhận được thì các bạn cho mình xin một comment nha. Đó thì các bạn để xuống dưới để cho mình biết nha mọi người nha. Rồi ok chưa? Đó thì bạn nào mà may mắn thì bạn nhận được thôi. Tại trên Tnet này nó cũng có rất là nhiều sự kiện bạn ha. Ví dụ như là chúng ta sự kiện một quay nè, và một cái sự kiện nữa là chúng ta đi mời bạn bè. Đây cái phần ở dưới đây nè, các bạn thấy là giới thiệu bạn bè nè.
là mỗi người chúng ta giới thiệu là chúng ta sẽ nhận được là 20.000 mọi người ha. Đó, thì người được giới thiệu là người đó cũng nhận được 20.000 và mình giới thiệu mình cũng nhận được là 20k ha. Và cái phần tiền này sẽ nằm bên cái phần là tiền NG mọi ha. Đây bên cái mục này là NG này nè. Đó chứ không phải là bên cái phần là số tài khoản chính của mình ha. Đó, còn đây là cái phần số tài khoản chính của chúng ta. Rồi, còn ví dụ như bạn nào muốn mở cái thẻ cứng Tnet đi, các bạn bấm vô cái phần thẻ trên góc trên này nè, bấm vô cái mục này. Rồi các bạn hãy tiến hành chọn vô cái chữ là phát hành thẻ miễn phí ha. Đó, một cái thẻ Tnet rất là đẹp luôn. Đó, thì hiện tại mình nghĩ là cái dịch bệnh cho nên là người ta không có giao được đâu, cho nên là qua dịch mình sẽ tiến hành mở cái thẻ cứng này ha. Rồi, ok, video của mình đến đây kết thúc, các bạn xem giúp một like, một đăng ký kênh nhé. Chào bạn đã quan tâm đến kênh của tôi, nếu tôi đã cho bạn được điều gì hữu ích hãy ấn đăng ký để theo dõi kênh của tôi. Xem video bên trái hoặc bên phải nếu bạn cần đến chúng. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại bạn.